Sao mẹ cha con lại mất sớm như vậy? Thưa thầy. Khai Tâm, con còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Bạch thầy, hôm nay là ngày giỗ của sư tổ, người đã đặt tên con là Khai Tâm ạ. Phải rồi, ngày giỗ của sư tổ, và cũng là ngày như con được sinh ra lần nữa. Sao? Con được sinh ra lần nữa là như thế nào bạch thầy? Đúng, con như được sinh ra lần thứ hai, nhờ sư tổ mở lòng bác ái. Khai Tâm con, cha mẹ đẻ của con không chết, như thầy đã từng nói với con. Sao? Cha mẹ đẻ của con không chết mà vẫn còn sống? Không, không, con không tin. Nếu còn sống thì tại sao ngần ấy năm trời không hề đến thăm con dù chỉ một lần? Khai Tâm con, vào ngày này 16 năm về trước, trong khi sư tổ ốm đau sắp qua đời, bỗng nhiên đến nơi cửa thiền tôn nghiêm, người thiếu phụ lạ xa ôm con bé thơ được chừng dăm ngày tuổi, xin gửi nhà chùa ký thác con thơ nấu nương bóng Phật độ nên người. Cháo sữa nuôi nâng giúp con thơ nấu nương bóng Phật độ nên người. Nước mắt chan ly chứa rất xa đi con đi. Ra đi cũng không để gì địa chỉ quê hương, đến nay vẫn không một lần mà để tới lui viếng thăm cảnh chùa, thăm nom con trẻ giờ sao rồi. Thầy đã không biết nói sao cho con đây biết được sự thật này, đành nói họ đã chết từ cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc, cứu một người phúc đặng hà xa. Bổn phận của nhà chùa là cứu vớt chúng sinh, sư tổ người chỉ kịp đón nhận hài nhi, đặt tên xong trao cho thầy nuôi dưỡng. Mấy tiếng sau thì người viên tịch chúc quốc Tây Phương đã đón người.